Kim lá thứ, ok. Tiền lá thứ. Thank you.
Trời ơi, la cái A cái mắc cười quá à. Biết Liễu Kiều không lo. Ách trời ơi Liễu Kiều, này là khách đặt hàng mà Liễu Kiều. Rồi mở lại nha, nếu mà không hay thì phải thu lại. Giờ mở lại nè. Để coi hay không. Khúc mà mình ca cho nó có bị bể tiếng không? Để micro hơi gần cái miệng á, hơi hơi gần cho nên nó có chút xíu bị bể tiếng. Thôi kệ không sao, chập trong phạm vi cho phép. Rồi sell lại thôi, sell lại là làm bài khác. Sell lại, ghi tên một thời đã xa. Lâm Ngọc Nguyễn, Lam Ngọc Nguyễn. Một thời đã xa, một thời đã xa, đô thứ Lam Ngọc Nguyễn. Xong, ok rồi, xong rồi. Dũng ơi, em hát trung tâm với Vàng nha Dũng. Anh mới vừa thu xong bài một thời đã xa rồi, giờ anh sẽ thu thêm một số bài nữa mà hạ tông xuống, một bài nam một bài nữ tông thấp. Xong rồi anh sẽ đăng YouTube lần một luôn. Rồi, ok. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Bye bye mọi người nha. Bye bye.